tin thế giới nên biết cho ngày 29 tháng 9 năm 2020. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Việt U 1040. Đây là video của một năm tin final của kênh Việt U 1040. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi, tìm hiểu các tin nóng thế giới như sau. Bản tin thứ nhất, cựu thị trưởng đã tử vong vì Covid-19 vẫn thắng cờ áp đảo. Bản tin thứ hai, NASA gây bất ngờ khi đưa nhà vệ sinh trị giá hàng trăm tỷ đồng Việt Nam lên trạm vũ trụ. Bản tin thứ ba, con trai tổng thống Brazil, bị cáo buộc tham ô và rửa tiền. Bản tin thứ tư, tin Covid-19 toàn cầu. Bản tin thứ năm, Saudi Arabia tiêu diệt lò khủng bố do Iran huấn luyện. Sau đây là chi tiết các bản tin. Bản tin thứ nhất, cựu thị trưởng đã tử vong vì Covid-19 vẫn thắng cờ áp đảo. Đa số cử tri vẫn bỏ phiếu bầu chọn một thị trưởng ở miền Nam Romania dù ông đã qua đời là tin làm nhiều người ngạc nhiên. Cụ thể như sau, theo kết quả kiểm phiếu công bố hôm 28 tháng 9. Ông Al Liman, thành viên đảng Dân Chủ Xã Hội BSD đã giành chiến thắng áp đảo, với gần 64% phiếu ủng hộ của cử tri trong cuộc bầu cử thị trưởng thị trấn Deve Salo. Miền Nam Romania hôm 27 tháng 9. Có điều bất ngờ là ông Al Liman, 57 tuổi đã tử vong hôm 15 tháng 9 vì mắc Covid-19. BBC trích dẫn lời các quan chức địa phương cho hay, do thời gian quá gấp nên ủy ban bầu cử không kịp xóa tên vị thị trưởng đã khuất ra khỏi các lá phiếu in sẵn. Giới phóng viên nước này nói rằng hành động này của cử tri là biểu thị sự ủng hộ đối với vị thị trưởng quá cố, vừa là một thông điệp gửi đến các đối thủ của ông rằng người dân muốn một vị thị trưởng mới cũng có tư cách tốt như ông Al Liman đến từ cùng đảng BSD. Bản tin thứ hai, NASA gây bất ngờ khi đưa nhà vệ sinh trị giá hàng trăm tỷ đồng Việt Nam lên trạm vũ trụ. Có tin nói rằng vào ngày 29 tháng 9, cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ còn gọi NASA sẽ phóng một tàu chở hàng chứa một nhà vệ sinh mới có giá hơn 533 tỷ đồng Việt Nam lên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Được biết rằng nhà vệ sinh vũ trụ trên có tên gọi là hệ thống quản lý chất thải đa năng, hệ thống này được phát triển ở Mỹ, nhẹ hơn 40% và nhỏ hơn 65% so với nhà vệ sinh đang sử dụng trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Các chuyên gia cho là trong môi trường không trọng lực, nhà vệ sinh vũ trụ dùng các luồng khí để hút nước tiểu và chất thải từ cơ thể và xử lý. Một đặc điểm mới của thiết bị này là nó có luồng khí tự động sẽ hoạt động khi nắp bồn cầu được nhấc lên, giúp kiểm soát mùi. Hơn nữa nó còn có ghế ngồi được cải tiến, phễu hút, luồng khí tự động để hút chất thải vào trong. NASA cho hay, hệ thống này sẽ giúp họ đạt mục tiêu thu hồi 98% số nước từ nước tiểu và chuyển nó thành nước uống. Thiết kế mới này tuyệt vời ở chỗ dựa trên phản hồi của các phi hành gia nhằm giúp họ có cảm giác thoải mái hơn. Nhà vệ sinh mới hiện đại này sẽ được lắp đặt gần hệ thống cũ và được thử nghiệm trong 3 năm tới. Bản tin thứ 3, con trai tổng thống Brazil bị cáo buộc tham ô và rửa tiền. Một tin nóng bỏng làm thế giới quan tâm là việc con trai của tổng thống Bolsonaro bị cáo buộc tham ô, rửa tiền và điều hành một tổ chức tội phạm, theo báo hàng đầu Brazil là O Globo đưa tin. Cụ thể là các công tố viên bang Rio de Janeiro ở Brazil đã đưa ra các cáo buộc đối với Flavio Bolsonaro vốn là con trai của tổng thống Bolsonaro, bao gồm các tội danh tham ô, rửa tiền và điều hành một tổ chức tội phạm. Ông Flavio Bolsonaro hiện là thượng nghị sĩ và từng là thành viên của Hội đồng lập pháp Rio de Janeiro giai đoạn 2003-2018. Ông Flavio Bolsonaro hiện đang bị điều tra về cáo buộc chủ mưu trong một âm mưu tham nhũng. Phương pháp tham nhũng là các nhân viên sẽ trả lại một phần lương của họ cho ông khi ông còn phục vụ trong cơ quan lập pháp bang Rio de Janeiro. Tuy nhiên Flavio Bolsonaro đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận được gửi đến văn phòng nội các của ông. Hồi tháng 12 năm 2019, các điều tra viên chống tham nhũng của Brazil thực hiện lệnh khám xét với 24 cơ sở, trong đó có một cửa hàng chót cơ lịch do ông Flavio đồng sở hữu. Nhà của ông Flavio cũng như của các cựu cố vấn và thành viên gia đình vợ của ông này cũng bị khám xét. Bản tin thứ tư, tin Covid-19 toàn cầu, thế giới ghi nhận hơn 1 triệu người chết vì Covid-19 trong hơn 33,5 triệu người nhiễm tại 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Con số này tăng hơn 227.000 ca nhiễm và 3.562 ca tử vong sau 24 giờ, trong khi hơn 24,8 triệu người đã bình phục, theo thống kê của trang cập nhật dữ liệu thời gian thực Dometer. Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận 7.353.306 ca nhiễm và 209.716 người chết, tăng lần lượt 33.650 và 270 ca so với một ngày trước đó. Số liệu mới cho thấy ca tử vong hàng ngày giảm đáng kể tại Mỹ, Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ hai thế giới và lớn nhất châu Á, báo cáo thêm 69.671 ca nhiễm và 777 ca tử vong.
nâng tổng số người nhiễm và chết vì COVID-19 lên lần lượt 6.143.019 và 96.351. Số ca nhiễm tại nước này tăng nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác và chưa có dấu hiệu đạt đỉnh. Vùng dịch lớn thứ ba thế giới ghi nhận thêm 282 người chết vì COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 142.058. Số người nhiễm COVID-19 tăng 13.155 trong 24 giờ qua, lên 4.745.464. Tại châu Âu, số ca nhiễm virus theo ngày ở Nga đã tăng lên mức cao nhất kể từ hôm 16 tháng 6 khi giới chức nước này xác nhận thêm 8.135 ca mắc mới COVID-19. Bản tin thứ 5, Saudi Arabia tiêu diệt lò khủng bố do Iran huấn luyện. Ngày 28 tháng 9 dẫn lời chính quyền Saudi Arabia cho biết họ đã triệt hạ một sào huyệt chuyên đào tạo thành phần khủng bố do lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran huấn luyện, đồng thời thu giữ nhiều vũ khí. Theo đó, chính quyền Saudi Arabia đã bắt giữ 10 cá nhân và thu hồi nhiều vũ khí cũng như chất nổ tại hai địa điểm, bao gồm một ngôi nhà và một trang trại ở nước này. Trong một tuyên bố trên kênh truyền thông nhà nước, phát ngôn viên lực lượng an ninh Saudi Arabia tiết lộ 3 trong số những người bị bắt đã được đào tạo trước đó ở Iran, trong khi những người còn lại nắm giữ nhiều vai trò khác nhau. Quan chức này của Saudi Arabia nói, những người này đã được lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo ở Iran huấn luyện kỹ năng quân sự và kỹ năng ngoài thực địa, bao gồm cả cách chế tạo chất nổ trong vài tuần cuối năm 2017, sau đó được đưa sang Saudi Arabia để thành lập các lò luyện bí mật. Video tới đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Nếu quý vị và các bạn thấy rằng video của kênh là hữu ích, xin dành chút ít thời gian để đăng ký, like, share ủng hộ cho kênh. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video kế tiếp của kênh Việt U 1040.